Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm ai quyền lực hơn? Quý vị thân mến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an vốn là hai vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy chính quyền của nước ta. Trong khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chính về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc khỏi các nguy cơ xâm lược chiến tranh, thì Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm chính về an ninh nội địa, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhìn chung, cả Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong hệ chính trị. Vậy nếu đặt lên bàn cân quyền lực lúc này, thì ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ai sẽ là người có quyền lực lớn hơn và quyền lực ấy được thể hiện ở chỗ nào? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là thành viên của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý xây dựng và tổ chức về quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là một trong những chức danh cao cấp nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, theo Thông tư số 52 ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Quốc phòng về quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Bộ Quốc phòng và có trách nhiệm tổ chức thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, tổ chức thực hiện những công việc được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện. Chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tổ chức thực hiện, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quyết định về việc tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức viên chức theo quy định, trình Chính phủ về thành lập, hợp nhất, chấm dứt hoạt động, giải thể tổng cục, cục, bộ tư lệnh, quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể cục và các vấn đề liên quan đến bộ máy, biên chế của cơ quan thuộc bộ và quyết định về danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công chức viên chức đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan thuộc bộ theo quy định của pháp luật. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ từ nhóm 4 cho đến nhóm 11 thuộc bảng nhóm chức vụ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Điều động sĩ quan từ nhóm 2 đến nhóm 14 từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng. Phong thăng giáng quân hàm từ cấp thiếu úy đến cấp đại tá, chuyển chế độ phục vụ tại ngũ từ công nhân viên quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp sang sĩ quan, quy định thủ tục phong thăng giáng tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, phân công một thứ trưởng làm thứ trưởng thường trực, thường là tổng tham mưu trưởng, giúp bộ trưởng điều hành công việc chung của bộ và phân công các thứ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác và điều chỉnh lĩnh vực công tác đã phân công, trực tiếp giải quyết công việc có tính cấp bách và quan trọng. Mặc dù thuộc lĩnh vực đã được phân công của một thứ trưởng hay do thứ trưởng đó đi vắng, quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các thứ trưởng, định kỳ chủ trì họp với các thứ trưởng và nếu xét thấy cần thiết với trợ lý bộ trưởng để thống nhất chủ trương biện pháp chỉ đạo điều hành công việc của bộ, quyết định nội dung thời gian, thành phần và chủ trì các cuộc họp quan trọng của bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên Chính phủ Việt Nam, đứng đầu Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là một trong những chức vụ quan trọng nhất trong hệ chính trị Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể sau. Quyết định về việc tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Quyết định công nhận cho thôi tập sự, phó vụ trưởng và cấp tương đương, trình Chính phủ về thành lập, hợp nhất, chấm dứt hoạt động, giải thể Tổng cục Bộ Tư lệnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể cục và các vấn đề liên quan đến bộ máy, biên chế của cơ quan thuộc bộ và quyết định về danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan thuộc bộ theo quy định của pháp luật. Quyết định phong thăng giáng tước cấp bậc hàm, cấp tá, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng cục trưởng, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức vụ chức danh tương đương Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc,
Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về phong thăng các cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân, quy định thủ tục phong thăng giáng tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an Nhân dân, phân công một thứ trưởng làm thứ trưởng thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công việc chung của Bộ và phân công các thứ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác và điều chỉnh lĩnh vực công tác đã phân công, trực tiếp giải quyết công việc có tính chất cấp bách và quan trọng, mặc dù thuộc lĩnh vực đã được phân công của một thứ trưởng hay do thứ trưởng đó đi vắng, quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các thứ trưởng, định kỳ chủ trì họp với các thứ trưởng và nếu xét thấy cần thiết với trợ lý Bộ trưởng để thống nhất chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ, quyết định nội dung, thời gian, thành phần và chủ trì các cuộc họp quan trọng của Bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Đó là những vai trò và quyền lực của hai vị trí này. Còn hai người hiện đang giữ những chức vụ trên, họ tài năng như thế nào? Đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, ông Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Văn Giang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Còn đối với Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, sáng ngày 9 tháng 4 năm 2016, với 92,91% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, kế nhiệm nguyên Bộ trưởng Đại tướng Trần Đại Quang. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, học vị, tiến sĩ, học hàm, giáo sư. Trong thời gian cầm quyền, ông với tài năng của mình, ông đã đưa ngành công an đạt được những thành tựu vượt bậc. Tóm lại, cả Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều có quyền lực và ảnh hưởng lớn trong hệ thống chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an có thể được đánh giá là có vai trò và ảnh hưởng lớn hơn do những yếu tố như phạm vi trách nhiệm rộng, vai trò trong hệ thống chính trị và lực lượng trực thuộc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là đánh giá dựa trên các phân tích cơ bản, thực tế quyền lực của mỗi vị trí còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực, uy tín, mối quan hệ, v.v. Do đó, không nên đưa ra những so sánh trực tiếp và phiến diện về quyền lực của hai chức vụ này. Viện Kiểm sát cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội. Cơ quan công tố đánh giá bà Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng nên cần có hình phạt nghiêm, loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Các bị cáo nhận tội trừ bà Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên, cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản. Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Từ trước thời điểm hợp nhất, Trương Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của ba ngân hàng. Sau khi hợp nhất, bà Lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,5%. Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của bà Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng trên một tháng, tặng thưởng Tết cổ phần SCB để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối và điều hành hoạt động ngân hàng, thông qua các đối tượng chủ chốt, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác nhau, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã điều hành chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng SCB và tập đoàn để chỉ đạo các đối tượng tại ngân hàng SCB. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân,
câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền từ SCB. Bà Lan còn chỉ đạo thành lập các công ty ma rồi tìm thuê người đứng tên, đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Các công ty ma và cá nhân được thuê nhờ đứng tên ngày càng nhiều thêm để phục vụ cho mục đích rút tiền từ ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân và 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập thuê hoặc nhờ người đứng tên. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra kiểm tra, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Cơ quan công tố đánh giá, trừ bà Trương Mỹ Lan, các bị cáo tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, hậu quả gây thiệt hại cho SCB là hơn 498.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo khác đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo Lan đã phạm vào 3 tội như cáo trạng quy kết. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại. Song cơ quan công tố đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vậy những ai bị đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội? Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tại SCB có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB. Cơ quan công tố cho rằng một số bị cáo như Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, do đó Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo. Khủng khiếp, nạn tham nhũng chưa chấm dứt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối đầu với cuộc chiến mới. Thủ chính rối như tơ vò, ban loạt chỉ thị khẩn. Cụ Tổng chọn mạo hiểm để dứt điểm quan tham. Một vấn đề nghiêm trọng hiện nay không phải là vấn đề tham nhũng mà là hậu quả của tham nhũng, hiệu ứng phụ của tham nhũng. Đó là các cán bộ lãnh đạo các cấp sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho nhau mà cấp trên phải bó tay, pháp luật cũng bó tay. Thủ tướng Chính phủ kêu trời, Bộ trưởng Nội vụ thì kêu ca phàn nàn nhưng không tìm ra biện pháp nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 10 tháng 5 thì yêu cầu phải khắc phục ngay nhưng chưa ai tìm ra cách khắc phục như thế nào. Có lẽ chỉ có thể xử lý hành chính, chỉ là khiển trách này nọ, vì lỗi này không phải là lỗi nặng, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Những người suy nghĩ tiêu cực thì cho rằng, theo logic thông thường, có làm mới có ăn. Bây giờ lãnh đạo quyết định và ký vào đấy chịu trách nhiệm nhưng không được ăn thì người ta không làm. Bởi vì đã ký có thể bị cấp trên đánh giá sai, sợ vi phạm 19 điều cấm của đảng viên, trình độ lại thấp nên thiếu tự tin, không biết điều mình làm có đúng không. Đấy thực sự là một căn bệnh nan y, có lẽ không thể tìm được cách giải quyết, chỉ còn cách thay cán bộ cũ hiện nay bằng lớp cán bộ mới, xóa đi làm lại từ đầu. Bây giờ không có tiền, không có thưởng, không có phong bì, chỉ có phát động những phong trào ra sức thi đua thì người ta không nghe, và đưa ra khẩu hiệu hô hào học tập làm theo tấm gương người ta cũng không nghe. Xã hội lối sống kiếm tiền vương giả, xe hơi nhà lầu, ăn chơi đàn đúm đã thấm vào lãnh đạo đảng viên các cấp. Bây giờ họ hoàn toàn dị ứng với những tấm gương đạo đức này nọ. Gần đây, Bộ trưởng Nội vụ bà Trà đưa ra một sáng kiến, nói là các đồng chí dám nghĩ dám làm, nếu dám nghĩ dám làm mà sai thì các đồng chí không bị kỷ luật. Vấn đề là không ai nghe bà. Ở đây chỉ đề xuất với bà Trà, Bộ trưởng Nội vụ giải pháp như sau: phải cải cách thể chế, phải làm một cuộc cách mạng theo hướng Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, có tự do ứng cử, tự do bầu cử để dân bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất để quản lý đất nước. Các vị trí viên chức, các vị trí công vụ trong bộ máy nhà nước cần phải được tuyển chọn công khai, có tiêu chí rõ ràng. Nếu cần hãy thuê các chuyên gia nước ngoài làm ban tuyển chọn.
Giảm biên chế tối đa, càng nhiều người càng đông, mà nhất là những người đấy không biết việc, không thạo việc, không có hiểu biết thì bộ máy càng không chạy được. Hãy trả lương xứng đáng cho họ để họ sống được bằng nghề. Một hiện tượng rất mới ở Việt Nam có thể gọi là hiệu ứng phụ của cuộc chiến chống tham nhũng là cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp dưới giờ đây chai ý, cấp trên gây sức ép như thế nào họ cũng không sợ. Họ sợ ra quyết định. Vì vậy, chúng ta nghe các đồng chí lãnh đạo các cấp thường xuyên nói những lời nào là xử lý nghiêm, thế nhưng cán bộ cấp dưới vẫn tránh né, vẫn đùn đẩy, vẫn thoái thác nhiệm vụ. Vì vậy mà công việc bề trễ, nhất là các quyết định đầu tư, các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài và của doanh nghiệp Việt Nam không được phê chuẩn kịp thời. Chúng tôi đang nghe rất nhiều những lời phàn nàn, đặc biệt là các dự án đầu tư công, tức là những dự án mà tiền giải ngân, tiền đầu tư là tiền của nhà nước. Nhiều người sợ dính vô, bây giờ không dám ăn phần trăm nữa, mà dính vô phải đi tù như mấy ông quan liên quan đến Việt Á. Theo thông tin thống kê của nhà nước, đến cuối tháng 4 mới giải ngân được 14,66% ngân sách theo kế hoạch. Trước đây các tỉnh thành cả nước, nơi nào cũng thích các dự án đầu tư công, thích được phân bổ tiền, thậm chí phải chạy vậy ra tận trung ương để xin được dự án đầu tư. Năm nay thì ngược lại 180 độ. Rất nhiều địa phương, rất nhiều bộ và các ngành muốn trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Ôm rơm nặng bụng chả được gì. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính rất là tức giận. Ông Chính vừa ra chỉ thị cấm tất cả các bộ, các ngành và các địa phương trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò dữ dội, thậm chí cả củi tươi cũng cho vào lò. Bởi vậy, suy nghĩ hiện nay là ăn hối lộ bây giờ rất khó khăn. Những quan những năm vừa rồi được hạ cánh an toàn đã về hưu rất là mừng. Những quan chưa đến tuổi về hưu thì rất lo lắng, sợ sai lầm cuối đời. Bởi vậy, cần tác vô ưu, tránh càng xa các dự án càng tốt. Bởi vì bây giờ nhận làm, quyết định làm thì như mèo nhìn thấy mỡ, không ăn thì không chịu được, mà ăn thì đi tù. Bởi vì trong 20 năm qua, ăn bớt của công đã trở thành thói quen, giờ nhìn thấy tiền của dân là không chịu được. Cho nên chúng ta hiện nay thấy một hiện tượng rất trái ngược. Tổng trọng thì tăng cường đốt lò, tăng cường kỷ cương, siết chặt pháp luật, không cho thoát, cả củi tươi cũng đưa vào lò. Còn Thủ tướng Chính thì ngược lại cũng rất lo lắng như Thủ tướng Ngô Hào chuyển khác là tăng cường kỷ luật, dám nghĩ dám làm trong giải ngân vốn đầu tư công, không được thoái thác, không được né tránh, tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Cả hai ông Tổng Bí thư và Thủ tướng đều tất bật nhưng tính chất công việc mỗi người khác hoàn toàn nhau. Người khổ nhất là Thủ tướng, người khổ thứ hai là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ông Dũng phải la lên trong một cuộc nói chuyện với phóng viên báo chí. Cán bộ bây giờ toàn đá bóng lên cấp trên rồi ngồi chờ không làm gì cả. Tệ nhất bây giờ lại là thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế cả nước mà bây giờ bất động không làm gì. Như vậy, những vấn đề nhân sự, vấn đề con người vẫn là vấn đề lớn nhất của Đảng. Trong đó vấn đề tham nhũng và để trị tham nhũng thì Đảng ta có chiếc lò. Nhưng vấn đề thứ hai bên cạnh tham nhũng là vấn đề né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Quá nhiều cán bộ đảng viên bây giờ là những người cơ hội đã nhặt hết lý tưởng vào Đảng chỉ vì mục đích cá nhân. Nhiều quý vị thính giả đã biết đến Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 14, nội dung là khuyến khích và bảo vệ các cán bộ năng động, sáng tạo vì sự nghiệp chung. Nghĩa là hiện nay có quá nhiều cán bộ sáng vác ô đi tối vác về, 4-5 năm lên lương một lần, đến hẹn lại lên, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, cố gắng hạ cánh an toàn, đến tuổi thì nhận sổ hưu, thế là hết. Rất nhiều trường hợp như vậy, cả họ chưa có một sáng tạo nào tốt, không hề nghĩ về việc chung, có lụt thì lút cả làng, việc gì mà ta phải lo lắng. Thưa quý vị, có thể thấy chế độ độc đảng cũng có những mặt ưu mặt khuyết và chế độ đa đảng cũng có cái ưu cái khuyết. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở, mình cũng không bàn chuyện xa xôi, nhưng nói chung, cái mặt nhược điểm của chế độ một đảng là có quá nhiều cán bộ sáng vác ô đi tối vác về, vì người dân có bầu ra họ đâu, họ không chịu trách nhiệm trước cử tri, họ chỉ lo đối phó với cấp trên thôi. Cụ Tổng ta đã nhận ra vấn đề này và đã chọn nước đi có phần bảo hiểm, đưa ra quyết định số 14, khuyến khích những người có tâm có tài, những người có tâm có tài cố gắng đóng góp cho cách mạng. Đừng sợ rủi ro như ông Kim Ngọc hồi xưa, dám nghĩ, dám làm như ông Nguyễn Ba Thanh. Đảng sẽ ủng hộ, Đảng sẽ bảo vệ cho người tài và người có can. Bởi vì trong quá khứ đã có quá nhiều người đổi mới, dám nghĩ, dám làm và đã phải chịu rủi ro, đã bị kỷ luật, không có ai bảo vệ họ cả. Khi họ vấp ngã, khi họ sai thì đã bị kỷ luật, như thế cũng có thể hiểu được. Nhưng nhiều người thành công thì lại bị ghen ăn tức ở. Ví dụ là ông Ba Thanh được biết đến là có nhiều người ghen ăn tức ở, trong ngoáy lung tung. Khi mà làm những cái mới thì tất nhiên là có sơ hở, có sai và những người đối lập, những người không ủng hộ họ sẽ vin vào đấy mà phê bình ông ta. Rất may là bác Trọng và bộ tứ nói chung của chúng ta đã nhận ra vấn đề, đặc biệt là qua vụ Covid-19 vừa qua, quá nhiều lãnh đạo ở các bộ, các ngành và đặc biệt là ở các tỉnh thành trên cả nước đã không làm tốt nhiệm vụ. Cái họ quan tâm và quan trọng nhất đối với họ là cái ghế, ngoài ra thì không có gì quan trọng. Tứ trụ đã nhận ra điều đấy và cho những người không làm được việc phải ra đi. Nhưng điều này là khó vì vấn đề thủ tục, cơ chế tuyển dụng nhân sự nó quy định như vậy. Không thể một sớm một chiều mà bỏ họ đi được. Và điều quan trọng nhất là bỏ họ đi thì phải chọn người xứng đáng để thay thế họ.
Thưa quý vị, đó là một vấn đề chiến lược quyết định sự sống còn, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra điều đấy và quyết tâm làm, bởi vì đó là yếu tố cơ bản nhất để Đảng khẳng định vai trò dẫn dắt lãnh đạo của mình, nó có xứng tầm với dân tộc Việt Nam hay không. Sự biến tướng của những món quà cảm ơn. Thưa quý vị, quà biếu với mục đích trong sáng là phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Nhưng khi những món quà với giá trị vật chất lớn vượt trên mức tình cảm nhằm mục đích vụ lợi thì cần phải gọi đúng tên là hành vi nhận hối lộ và cần phải được loại bỏ. Trong những ngày qua, theo dõi phiên tòa xét xử vụ đại án Việt Á, dư luận không khỏi bất bình khi nhiều quan chức đã từng nhận những khoản tiền biếu rất lớn, từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đô la của doanh nghiệp. Nhưng khi đứng trước tòa thì họ đều nói rằng nhận thức chưa đầy đủ và không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ mà chỉ là nhận quà cảm ơn của Việt Á khi công việc kinh doanh có hiệu quả. Để công ty Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm, sau đó biến thành của riêng để được cấp phép lưu hành và đưa các sản xuất thương mại phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trái quy định của pháp luật. Một số cựu quan chức ở một số bộ ngành đã nhận từ Việt Á những khoản quà cảm ơn đặc biệt lớn. Trong đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận tới 2,25 triệu đô la Mỹ, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la Mỹ. Còn nhớ cách đây không lâu, khi vụ chuyến bay giải cứu được đưa ra xét xử, dư luận cũng dậy sóng trước những khoản tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng mà những người có quyền sinh quyền sát đã nhận của các doanh nghiệp khi tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước giữa đại dịch COVID-19. Nhưng khi ra tòa, nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là những món quà cảm ơn đơn thuần. Quả thật khó có thể chấp nhận những lời giải thích của các cựu quan chức, khi mà hầu hết trong số họ từng là những cán bộ ưu tú chủ chốt, được đào tạo một cách bài bản. Và chắc chắn họ cũng phải nắm rõ những nguyên tắc nghị quyết của Đảng. Quy định số 37 QĐTVK về những điều đảng viên không được làm. Trong đó điều 15 yêu cầu đảng viên không được tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm, dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Tương tự như vậy, một trong những nội dung đáng chú ý tại khoản 2 điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 là cán bộ công chức không được nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể, quy định này nghiêm cấm cán bộ công chức nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc công tác thuộc phạm vi quản lý của mình, dù là trực tiếp hay gián tiếp dưới mọi hình thức. Thậm chí, theo khoản 2 điều 26 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối. Trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức đơn vị mình hoặc thủ trưởng cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp. Ngân hàng SCB móc nối với Manulife lừa khách hàng mua bảo hiểm chiếm đoạt tiền tỷ. Tổng trọng tức tối ban lệnh kiểm soát đặc biệt, bộ ba lãnh chúa giải thành chuẩn bị vào lò. Một lần nữa, cái tên ngân hàng SCB lại nóng sốt trong dư luận. Hàng nghìn đơn thư tố cáo của người dân, khách hàng cho rằng họ đã bị ngân hàng SCB và bảo hiểm Manulife lừa đảo. Tiền gửi của họ ở ngân hàng SCB đã trở thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ. Và một lần nữa, Trung tướng Tôn Sô lại vào cuộc. Ông đang chỉ đạo xác minh đơn thư tố cáo của người dân. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang khẩn trương xác minh vụ việc. Ông Sô cho biết, cho đến nay, Bộ Công an đã nhận được 133 đơn tố cáo từ 128 người và 5 tập thể liên quan. Theo nội dung tố cáo của các đơn tố cáo này, thì khi đến thời hạn tất toán số tiền tiết kiệm thì nhân viên ngân hàng SCB lại tư vấn sai sự thật. Họ tìm cách lừa người gửi tiền chuyển tiền tiết kiệm sang gói đầu tư sinh lợi cao do ngân hàng SCB phát hành. Vấn đề ở đây là tư vấn sai sự thật có dấu hiệu lừa đảo khách hàng vì nhân viên ngân hàng nói là khoản đầu tư mới này tương tự như tiền tiết kiệm nhưng thực chất nó là hợp đồng bảo hiểm với công ty Manulife. Lúc đầu thì khách hàng cả tin, không ai biết thực chất vấn đề là gì, nhưng sau khi năm đầu tiên đi qua, công ty Manulife gửi yêu cầu khách hàng tiếp tục đóng phí bảo hiểm, khách hàng mới ngã ngửa người, thì ra đây là bảo hiểm nhân thọ chứ không phải là gói đầu tư tiết kiệm, có nghĩa là nhân viên ngân hàng SCB đã tư vấn sai sự thật. Lúc hiểu ra thì khách hàng muốn rút tiền cũng không rút tiền được và trong vòng 60 ngày nếu khách hàng không đóng tiền tiếp, số tiền đầu tư trước đó sẽ bị mất. Vì vậy, khách hàng tố cáo ngân hàng SCB đã móc nối với công ty bảo hiểm Manulife có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng. Trong số những người tố cáo, người mất ít tiền nhất là 30 triệu đồng, người mất cao nhất là 1 tỷ đồng. Theo một số nguồn thạo tin, điều đáng ngạc nhiên nhất là công ty bảo hiểm Manulife, họ dặn khách hàng là sẽ trả lại tiền nhưng khách hàng phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối, khách hàng im lặng thì được trả lại tiền, nếu không cứ loan tin, đi khiếu nại, khiếu kiện thì sẽ mất tiền. Chắc cái luật này là luật ngậm tăm, im lặng mới có tiền. Nhiều quý vị đặt câu hỏi, sau khi nhà nước công bố kiểm soát đặc biệt ngân hàng SCB và tăng cường những nhà lãnh đạo, những nhà quản lý cấp cao, hiện nay ngân hàng này hoạt động ra sao, đã hoàn toàn an toàn chưa?
tân chủ tịch ngân hàng SCB đã có tâm thư động viên cán bộ công nhân viên trong ngân hàng và hứa hẹn với khách hàng hãy an tâm đi. Tuy nhiên, khách hàng rất là khôn ngoan và rất thận trọng. Nghe qua bức tâm thư của ông tân chủ tịch, họ hiểu rằng ban lãnh đạo ngân hàng chưa nói hết, chưa nói thật về nguyên nhân ngân hàng này đã bị kiểm soát đặc biệt. Vì vậy, khách hàng vẫn còn lo lắng. Bức tâm thư của chủ tịch SCB Vũ Anh Đức hứa hẹn đảm bảo quyền lợi tiền gửi của khách hàng, nhưng ông Đức đã giải thích không đúng. Vì muốn trấn an khách hàng, ông ta giải thích những khó khăn của SCB là do tin đồn và tâm lý bất an của khách hàng. Ông Đức giải thích là các tin đồn thất thiệt trên thị trường đã tác động không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu của SCB, chẳng khác nào đổ lỗi nguyên nhân là do khách hàng hoang mang đã làm ảnh hưởng đến SCB. Khách hàng của các ngân hàng bây giờ khôn ngoan hơn rồi, họ hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch công ty chứng khoán Tân Việt đã ra đi tức tưởi như vậy là vì có liên quan đến ngân hàng SCB và liên quan đến những rắc rối và tiêu cực trong việc phát hành trái phiếu. Vợ của ông Nguyễn Tiến Thành là bà Tống Thị Thanh Hoàng. Thanh Hoàng là phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, mà ngân hàng SCB cũng là ngân hàng thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Trương này. Ngân hàng SCB đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty quản lý Tân Việt thuộc công ty chứng khoán Tân Việt. Thỏa thuận này cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau. Ngân hàng SCB là đối tác ưu tiên của công ty Tân Việt trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong huy động vốn, thu xếp tài chính ở trong và ngoài nước và trong hợp tác đầu tư. Đồng thời, ngân hàng SCB xem công ty Tân Việt là đối tác chính trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và quản lý tài sản cho ngân hàng SCB và khách hàng của ngân hàng này. Trên thị trường tài chính chứng khoán Tân Việt và ngân hàng SCB cùng nhau tham gia vào các hoạt động phát hành các lô trái phiếu của nhiều doanh nghiệp. Công ty chứng khoán Tân Việt giữ vai trò là tư vấn phát hành, còn ngân hàng SCB bảo lãnh thanh toán. Hoạt động chéo như vậy là sai về nguyên tắc tài chính, về quản lý tài chính, rất rủi ro cho thị trường vốn ở Việt Nam. Nhưng nó vẫn tồn tại từ lâu vì Trương Mỹ Lan và gia tộc họ Trương nói chung là một quyền lực bất khả xâm phạm trong một thời gian rất dài, đơn giản chỉ vì nó được thế lực chính trị mạnh nhất ở đây đỡ đầu. Trước đây, lực lượng đốt lò đã có thể bắt giữ Đinh La Thăng từ việc điều tra và khui ra các sai phạm trong các vụ án kinh tế mà Đinh La Thăng đã nhúng chàm. Bây giờ nếu muốn khui ra sai phạm của Lê Thành Hải cũng tương tự như vậy. Lực lượng đốt lò cũng phải dùng một chiêu như vậy, khui những sai phạm kinh tế mà ông Hải được cho là đã nhúng tay vào. Cách chơi của người đốt lò từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, bắt từ cấp thấp rồi lên dần cấp cao, bắt cấp nhỏ trước cấp cao sau. Chính vì vậy mà dư luận cho rằng bộ ba Hải quân đua có lý do để lo sợ. Thế lực trong bóng tối của Vạn Thịnh Phát vẫn còn mạnh nhưng đang rất bị động, chủ yếu là trụ chân và đối phó dẫn đến những sự ra đi để cấm ngôn, những nhà quản lý cấp cao, những nhân chứng rất đáng quý nhưng không bao giờ có thể khai báo được nữa. Trước đây, khi đang điều tra, ông Trần Bắc Hà là người biết được những thông tin vô cùng nhạy cảm liên quan đến ông X. Thế là bằng một chiều bất ngờ, ông Trần Bắc Hà đã không thể nói được mãi mãi và Bộ trưởng Tô Lâm lại bất lực đành dừng lại ở đó. Hiện nay, trong quá trình điều tra Vạn Thịnh Phát, phương pháp chủ đạo của cụ Tổng và Bộ trưởng Tô là bắt chuột nhưng không để vỡ bình, mục đích là bắt được trùng cuối của vụ án này. Với điều kiện là hệ thống ngân hàng ở nước ta không bị ảnh hưởng, không bị khủng hoảng, mặc dù nhà nước đã trấn an là việc bắt giữ bà Lan, những sự ra đi bất ngờ không ảnh hưởng đến ngân hàng SCB, nhưng người dân đâu có dễ tin như vậy. Sau vụ này, họ đã phát hiện ra rằng ngân hàng SCB là ngân hàng yếu kém nhiều năm liền, to canh mà không khỏe mạnh, vốn rất lớn, tài sản rất lớn, vốn lên đến 530.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cả quý 2 năm 2022 chỉ vỏn vẹn 17 tỷ đồng. Và nguy hiểm là có nhiều bất minh, nhiều điều không minh bạch, thậm chí có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm nhưng không bị xử lý. Chính vì vậy, việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước ban hành lệnh kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với SCB là rất chính xác, rất kịp thời, vì sự yếu kém của SCB chứ không phải là tin đồn làm người gửi tiền sợ hãi. Tài sản của SCB tương đương 10 tỷ đô la, tức là 232.000 tỷ đồng, chỉ đứng sau 4 ngân hàng ở Việt Nam là Vietinbank, Vietcombank và Agribank. Nhưng do quản lý kém nên rủi ro rất cao, do tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng quá lớn, nhiều khoản vay có khả năng mất vốn, từ đó có tiếng xấu của ngân hàng SCB là cho vay quá dễ dàng cho nhiều công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu nợ xấu nằm ở đây. Ngoài ra, ngân hàng này còn hàng chục nghìn tỷ đồng cho vay thế chấp bằng trái phiếu của các công ty tư nhân phát hành theo hình thức sở hữu chéo. Việc để ngân hàng SCB trong tình trạng như hiện nay cũng là trách nhiệm quản lý yếu kém của ngân hàng nhà nước. Giá vàng hôm nay lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại, đổ xô mọi kỷ lục. Tại sao giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới tới gần 18 triệu đồng trên lượng? Ai đang có lợi nhất? Thưa quý vị, như vậy giá vàng liên tục tăng, tổng mức tăng tính đến thời điểm này đã là 1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC lập mốc lịch sử mới 88,5 triệu đồng trên lượng, cao nhất mọi thời đại, xô đổ mọi kỷ lục vừa được liên tiếp lập trước đó. Đặc biệt, nguyên nhân gì khiến giá vàng trong nước vênh thế giới gần 18 triệu đồng trên lượng? Vậy ai đang hưởng lợi nhiều nhất? Cùng làm rõ ngay sau đây. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá mua vào bán ra 85,2 đến 87,5 triệu đồng trên lượng.
tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch buổi sáng. Giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều, hiện đang niêm yết giá mua vào bán ra là 85,7 đến 88 triệu đồng trên lượng. Chưa đầy một tiếng sau đó, giá vàng liên tục được điều tăng thêm, tổng mức tăng thêm là 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều, tiếp tục lập mốc lịch sử cao nhất từ trước tới nay là 86,2 đến 88,5 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Đây là mốc cao nhất lịch sử giá vàng, khoảng cách chênh lệch mua bán hiện là 2,3 triệu đồng trên lượng, nới rộng ra hơn so với các phiên giao dịch trước đó vốn chỉ từ 2 đến 2,2 triệu đồng trên lượng. Như vậy, sau phiên đấu thầu 3.400 lượng vàng thành công vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, giá vàng SJC đã tăng thêm 1 triệu đồng trên lượng. Còn nếu tính từ thời điểm đấu thầu vàng cho đến hôm nay, giá vàng miếng đã tăng thêm 6,2 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra. Nếu trừ khoảng cách chênh lệch giữa mua và bán mức 2,2 triệu đồng trên lượng, nhà đầu tư vàng có lời khoảng 3,7 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng tại các công ty khác thì mức tăng vẫn khá chậm. Như tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, giá vàng mua vào bán ra đang niêm yết là 85,2 đến 87,5 triệu đồng trên lượng. Mức giá vẫn ổn định so với ngày hôm qua. Tập đoàn Doji đang niêm yết giá mua vào bán ra là 85,7 đến 87,2 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra với ngày hôm qua. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch ngưỡng 2.309 USD trên ao, giảm 6 USD trên ao so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ Vietcombank, 1 USD bằng 25.478 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 70,8 triệu đồng trên lượng, vẫn thấp hơn giá vàng SJC ở chiều bán ra là 17,3 triệu đồng trên lượng. Như vậy, đang có nghịch lý là ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu với mục đích hạ giá vàng, kéo gần khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, càng tổ chức đấu thầu thì giá vàng miếng càng cách xa giá vàng thế giới từ mức chênh lệch 12 triệu đồng. Nay giá vàng miếng đã cao hơn giá vàng thế giới là 17,3 triệu đồng trên lượng. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước vênh thế giới gần 18 triệu đồng trên lượng. Sau khi tăng vọt lên 80,3 triệu đồng trên lượng vào trưa nay, mức cao chưa từng có trong lịch sử giá vàng SJC quay đầu tăng vượt bậc. Tính đến chiều nay, giá vàng SJC niêm yết ở mức gần 90 triệu đồng trên lượng mua vào. Có thể thấy, giá vàng trong nước đã liên tục lập đỉnh trong thời gian qua, thậm chí không ít chuyên gia kinh tế ngỡ ngàng vì sự tăng giá bất thường của giá vàng SJC. Vậy nguyên nhân nào khiến thị trường vàng trong nước biến động tăng mạnh như vậy? Đề cập đến nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng nhanh trong thời gian qua, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, giá vàng Việt Nam thời gian gần đây tăng rất cao mà giá vàng Việt Nam nương theo sự tăng giá của giá vàng thế giới. Trong đó, lý do chính là do đồng đô la Mỹ đang bất ổn bởi chính phủ Mỹ giữ lãi suất cao. Khi đồng đô la Mỹ yếu thì vàng tăng lên. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đang mua vàng để thay cho dự trữ ngoại tệ bằng đồng đô la Mỹ. Đặc biệt trong năm nay, ngân hàng của hơn 40 quốc gia mua hơn 800 tấn vàng để dự trữ quốc gia và từ đó làm cho cầu vàng tăng lên. Mặc dù giá vàng trong nước neo theo xu hướng tăng của giá vàng thế giới, song thực tế sự chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới lại khá hơn. Hiện giá vàng miếng SJC trong nước đã cao hơn giá vàng thế giới gần 18 triệu đồng trên lượng, còn vàng nhẫn cao hơn gần 3 triệu đồng trên lượng. Có thể thấy tốc độ tăng giá của vàng trong nước đang nhanh hơn nhiều so với giá vàng thế giới, dẫn đến mức chênh lệch giá tăng. Thậm chí có thời điểm giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch đến khó hiểu. Nguyên nhân được hầu hết các chuyên gia chỉ ra là do thị trường vàng Việt Nam đang không hội nhập, liên thông với thế giới và Nghị định 24 không còn phù hợp với thị trường vàng hiện nay. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu phân tích, hiện nay giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới và ở trong nước giá mua vào vẫn cao hơn so với giá bán ra và thị trường vàng không liên thông so với thế giới để mà điều chỉnh. Có lẽ nên cho phép một số nhà kinh doanh vàng được nhập khẩu vàng thế giới để giá vàng có thể liên thông với thế giới.